Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Bên cạnh sự kiện offline lớn nhất năm, nơi hội ngộ của các fan Thiên Long Bát Bộ VNG Game cũng đã hé lộ về một bản cập nhật mới của Tân Thiên Long Mobile VNG mang tên Thương Hải Bồng Lai, hứa hẹn đem đến nhiều tính năng mới đáng chú ý. Tân Thiên Long Mobile VNG hứa hẹn sẽ mang đến một tháng 9 đầy bùng nổ với nhiều hoạt động hết sức hấp dẫn. Vậy bạn biết update tháng 9 này có gì khiến game thủ không nên bỏ lỡ? Hãy cùng bọn mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bồng Lai xuất hiện, nâng tổng số môn phái lên 17. Tâm điểm chú ý của bản cập nhật Thương Hải Bồng Lai lần này chắc chắn là sự xuất hiện của môn phái mới mang tên Bồng Lai. Mang trong mình thuộc tính huyền công, Bồng Lai là môn phái cận chiến với khả năng kiếm pháp điêu luyện. Những đường kiếm của Bồng Lai tựa như sóng biển mênh mông không dứt, vừa linh hoạt lại vô cùng mãnh liệt. Bồng Lai là môn phái đầu tiên có đến 15 kỹ năng và sử dụng cả hai loại vũ khí, dao và kiếm. Bộ kỹ năng của Bồng Lai là sự cân bằng hoàn hảo giữa sát thương bạo kích khống chế và độ cơ động, giúp bạn PK biến ảo khôn lường. Chính vì thế, Bồng Lai được đánh giá sẽ có sức mạnh ngang ngửa để giao chiến với Minh Giáo, môn phái sở hữu lượng sát thương gần như khủng nhất ở thời điểm hiện tại. Môn phái này tập trung hoàn toàn vào sát thương nên khả năng sinh tồn của Bồng Lai không quá cao và khó hồi phục. Điểm này hoàn toàn có thể khắc phục nếu người chơi biết tiến biết lùi đúng lúc, quan sát cục diện trận đấu để không rơi vào tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, độ khó của môn phái này cũng tương đối cao, bạn sẽ cần một ít thời gian để làm quen với kiểu chiến đấu của Bồng Lai. Nhưng một khi đã thuần thục thì đối phương sẽ phải khiếp sợ bạn đấy. Đây hứa hẹn sẽ là môn phái cực hot trong thời gian tới, sẽ xuất hiện thường xuyên trong những trận PvP nảy lửa tại đấu trường Tân Thiên Long Mobile VNG. Khiêu chiến Thúc Hà Mỹ Ảnh. Ngoài sự góp mặt của môn phái mới Bồng Lai, hoạt động PvE Thúc Hà Mỹ Ảnh cũng sẽ khiến những game thủ ưa thích cày cuốc cảm thấy thỏa mãn. Đây là hoạt động săn boss toàn server dành cho người chơi đạt cấp độ 69 trở lên, diễn ra vào 21:30 tối thứ bảy hàng tuần. Bạn sẽ lập tổ đội với bạn bè hoặc những huynh đệ khác nhau và đi đến map mới Thúc Hà Cổ Trấn. Tại đây bạn sẽ khiêu chiến với Sương Ảnh và Tiểu Yêu, đánh bại chúng để giành lại bình yên cho Cổ Trấn. Game thủ đánh bại Tiểu Yêu có thể nhận được nhiều vật phẩm bồi dưỡng nhân vật, đánh bại Sương Ảnh sẽ nhận được mảnh trùng phong lâu dùng để kích hoạt trùng lâu liên và mảnh lục ngô ngự long dùng để kết hợp tọa kỵ lục ngô. Thú Hà Ảnh Mỹ chắc chắn là hoạt động mà người chơi không nên bỏ lỡ để săn những tài nguyên không chỉ hiếm mà còn giá trị. Ra mắt bản đồ mới Thúc Hà Cổ Trấn. Bản cập nhật lần này còn giới thiệu một bản đồ mới hoàn toàn, Thúc Hà Cổ Trấn, làm phong phú thêm hành trình chu du game thủ bằng một chương mới. Theo những hình ảnh được tiết lộ, Thúc Hà Cổ Trấn là một thị trấn nằm ở phía tây bắc dưới chân núi. Nơi đây gợi cảm giác bình yên với núi đồi sông suối bao quanh nên tạo phong cảnh hữu tình. Chắc chắn sẽ có rất nhiều hoạt động sự kiện thú vị đang chờ đợi người chơi tại Thúc Hà Cổ Trấn. Hãy cùng chờ đợi Beat Update để được khám phá nhé! Ngoài ra vẫn còn nhiều nội dung đặc sắc khác đang chờ bạn tại Beat Update tháng 9. Đừng quên theo dõi fanpage Tân Thiên Long Mobile VNG để không bỏ lỡ thông tin nào trong thời gian sắp tới. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?